ăn cho ngon lành vậy chứ ăn đánh cũng đâu có được bao nhiêu đó. Đây, bây giờ mình xin hướng dẫn các bạn là đăng ký nha. Bấm vào cái đây này để mình bấm lại cho. Đây nè, có chỗ nè ha, bấm vào đây. Đó, bấm thêm một lần nữa. Đó, rồi nó chuyển qua cho các bạn cái chỗ đăng ký nè. Ví dụ là cả nhà thân yêu. Đó, chữ thường thôi cho dễ nhớ. Đó, cả nhà thân yêu. Đó, bác là cả nhà 123 dưới nhập y vậy nha các bạn. Cả nhà 123. Rồi đó. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm một cái game, đó là game Naruto truyền kỳ. Đấy. Bây giờ mình vào một cái server mới nha. Thì cũng như những cái game trước thì cái game này mình cũng đã trải nghiệm qua rồi. Thì các bạn muốn chơi game nào hay là muốn tìm game nào thì có thể comment ở dưới nha. Đặt tên hả? Đặt tên. Tên là Heo VKT đi. Này có cái dấu ít nè các bạn, bỏ đi. Đó, không cần hướng dẫn. Đó, ở đây là bà gì quên rồi. Đây là những VIP nha các bạn. Đó. Game này thì nó cho chúng ta là VIP 15. 15 16 thì quên rồi. Đó, VIP 16 nha các bạn, nó cho mình luôn VIP 16 nè. Đó, nó cho một thằng Tsukake gì đó. Đó. Cho lên được tướng 5 sao luôn nha các bạn. Ở đây là cái kinh nghiệm rút ra khi chơi game này của mình nè, đó các bạn cứ vào đó quy tưởng ha, được Naruto nè. Đó, thằng này thằng gì quên tên luôn rồi. Được 28.000 là các bạn nè, tới level 12 là các bạn được mua tướng nha. Bây giờ chúng ta chạy ha. Game này thì nó cũng tương tự như là mấy cái game hồi đó chúng ta thường chơi như là Dota truyền kỳ đó các bạn. Còn ở đây là Naruto truyền kỳ. Đó. Kinh nghiệm của mình rút ra đó là vô là các bạn cứ ráng để lên được level 12, nhưng nhớ là ăn hết luôn cái phần thể lực nha các bạn. Để quên các bạn bấm vô rồi các bạn bán cũng vậy, mình mấy lần rồi nên mình rút ra cái kinh nghiệm. Cái này là mình đang test cho các bạn chơi này nha. Còn những bạn nào chơi thì đừng có như mình mà vô mà quất bừa cái lên luôn level 12, farm có một map này thấy nó hơi phí thể lực. Thì các bạn xài cái này, cái nguyên liệu này không thì các bạn xài đâu có hết đâu. Nè đó, các bạn bấm vào cái chữ shop nè, đó. Bấm vào cái phần chữ màu tím nè. Đó. VIP mà mình thấy là đây là cái hàng cuối cùng nè. Đó, thằng này là bá đạo nhất nè. Nhưng mà chắc chúng ta không có tiền đâu, không đủ tiền mà mua thằng này đâu.
đây là ngày đệ nhất nè. Đó, chúng ta mua người này nè. Đó. Tính ra nếu 3.000 kim cương, 3.000 kim cương mà nhân cho 8 lần, 8, 3, 24. Reset một lần là 200. Đó là 8 là 1.600, dứt luôn. Cái kinh nghiệm của mình là cho mình biết như vậy đó. Là hồi nãy là 2.400, 1.600 là 25.600, cho 26.000 dư được 2.000. 2.000 thì chúng ta mua những mảnh này nè. Mua hàng Akashi này nha các bạn. Các bạn tuyệt đối đừng mua anh này nha. Anh này là hí bỏ mạng luôn. Cha của Naruto nè. Hay bị chết hí lắm. Đó. Đó, ngày đệ nhất một lần nữa. Đó. Rồi lên. Mình chưa chơi hàng Obuto nữa, mình cũng chưa biết nữa. Cái này là Madara giả dạng nè, mình chưa chơi. Đó, không có mảnh của hàng Itachi thì đừng có mua nha các bạn. Đó, lướt một lần nữa. Được 30 hồn. Đó, lên kiếm Itachi lại không có nữa. Lại tiếp tục không có hồn của Itachi ta. Đó, có hồn của Itachi nè. Nãy giờ mua 4 hồn rồi, mua khoảng chừng đâu mấy hồn ta? Mua khoảng 20 hồn của nó là đủ. Đó, được 1 hồn nữa. Còn một lần nữa. Đó, đủ ha. Hai người máy mua luôn đi. Rồi đó. Đó, sơ lược cho các bạn gì lúc đầu để vô chơi nha. Đó. Rồi các bạn cứ farm map nè. Đó, đánh. Cứ một cái phó bản map thường tinh anh nè là các bạn được 100 kim cương. Còn cái phó bản tinh anh của cái khó này là chúng ta được 200 kim cương, vậy mà tính lên. Còn cái này thì các bạn gán cài nó lên thì sẽ được kim cương nhiều hơn. Bây giờ mình qua cái con mà hổm gài mình đang chơi ha. Không phải mình hổm gài nữa mà chơi mới có mấy bữa à. Giờ mình đang test cái game mới nữa. Bây giờ mình qua cái app bên kia nha. Đây, nhân vật mình chơi hổm gài nè các bạn. Mình đang đứng là top 6. Có 1.000 kim cương nãy các bạn thấy là đánh cái này nè cho các bạn. À, còn những bạn nào mà hồi nãy không muốn mua Itachi á, thì ở đây mình có cách nhận nè. Đó, đây có hồn Itachi nè. Được có 5 hồn một ngày nha các bạn. Đây là hồn ngày đệ nhất. Này là hồn của thằng gì quên này. Đây Itachi nữa nè. Đây là Madara phải không ta? Ờ hình như là Madara. Với Naruto đó. Được 9.000 rồi nè các bạn. Đó. 9.000 thì để mình lên mình coi. Đây mình có ngày đệ nhất nè. Có đệ tử luôn, đây là đệ tử. Đệ tử đánh vợ lắm các bạn ơi. Nè, Itachi nè, Itachi rất ngon nha. Đây là hàng trước và coi có ai đây. Này ngày đệ nhị mà, ngày đệ nhị không có tiền chơi rồi.
24 mà tính ra là 10 hôm nữa là 14 nè. Mà đây là 8 lần, thấy cũng chua chua à. Liều luôn, liều ăn nhiều luôn. Ba ngàn kim cương. Đại tứ không? Ba vô hàng giữa không mà hàng chiếu không mà nên dễ chết lắm. Chi không? Cái nổ của Itachi đánh đẹp chứ bộ. Ráng cố gắng review tóm tắt để cho các bạn xem đỡ phải mệt và lướt nha. Tại vì mình làm review kỹ thì các bạn nhiều bạn thấy dài cũng không coi, hoặc là các bạn coi mà các bạn lướt không thì cũng phí thời gian của mình làm cho các bạn xem. Thank you.
Thank you.
sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó, bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha, hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó, bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tích và quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo. Là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.